Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Chào mừng các bạn đã trở lại video của mình ngày hôm nay. Thì hôm qua tới hôm nay thì dân mạng chúng ta đang rần rần luôn các bạn. Đang xôn xao, lan truyền ha. Dân mạng rần rần và những anh em trong ngành ha đang lan truyền nhau với một tốc độ rất chóng mặt. Đó là hình ảnh một chiếc xe mới của Yamaha. Thì một hình ảnh chiếc xe mới Yamaha này mọi người đừng đoán đó là nó một chiếc xe ngành các bạn ha, hay gọi là xe chụp chó. Nói tới đây thì mấy anh em đừng có cạc hiểm mình quá. Mình nói là cái này là bị danh đặt từ lâu rồi. Thì mọi người đã đồn đoán đây là một chiếc xe ngành ha. Và một chiếc xe này đã có được nâng cấp lên động cơ 150cc, 155cc, có van biến thiên VVA, đúng không các bạn? Van biến thiên VVA. Và cái van này nó giúp cho tăng tốc trên những dải tua cao hơn. Và nếu mà những cái anh em nào mà trên tín đồ ha, và những anh em nào mà đã mong chờ những cái chiếc xe ẹt này, mong chờ chiếc ẹt này ra 155 từ rất là lâu rồi, đúng không? Nghe nói và mong chờ rất lâu rồi, thì hôm nay là khả năng cao sẽ hiện thực. Bởi vì trước mắt chúng ta đang là hình ảnh của những chiếc xe này, những cái hình ảnh đập thùng và ở bên nhà máy ha. Thì hình ảnh này á, là người ta nói là phần, mình nhìn thấy cái hình này là phần đầu đèn nó cắt điệu rất giống Yamaha R15, và phần đuôi thì cũng vậy luôn ha. Và cái này mình nhìn sơ qua thì mình thấy có được nâng cấp phần khóa smart key luôn các bạn, giống như của thằng Yamaha NVX ấy nha. Và công tắc và có thêm cái chức năng hệ thống là start stop system, giống như idling stop ở bên trên Honda đó các bạn. Thì bây giờ với cái mình cảm thấy này, chiếc này đang nâng cấp rất mạnh mẽ luôn. Với động cơ 155cc này thì gần như chắc chắn là ACT sẽ được gắn bộ hộp số 6 cấp, người ta đồn đoán là như vậy các bạn nha. Đấy. Thì chiếc xe này đang được rần rần chia sẻ vào những cái hình ảnh đây, rất là sắc nét anh chúng ta luôn. Thì một số người đã nói đó là cái người ta sẽ đồn đoán theo những thông tin mình biết được thì là Exciter thường sẽ ra mắt vào khoảng tháng 6 và tháng 7 không? Và cái phần khung này đã được hoàn thiện dần trong năm nay rồi. Và chiếc Yamaha Exciter 2020 sẽ có thiết kế to hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Và phiên bản mới này cũng được trang bị hệ thống chống bó cứu phanh ABS để có thể cạnh tranh với đối thủ là Honda Winner X các bạn nha. Thì ở đây các bạn thấy nè, đây mình nhìn vô hình ảnh chi tiết nè, đây là hình cái phần đầu xe các bạn. Đấy, những hình ảnh chi tiết hình đầu xe này chúng ta đã được thiết kế mới với cụm đèn trước nhỏ hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Và phiên bản mới này có thể được trang bị bóng đèn full LED, rất là tuyệt vời, là điều lâu nay là những anh em chạy ẹt thì cũng đã mong chờ. Đây. Rồi cái phần khung xe thì chúng ta thấy là nó được thiết kế to hơn và cũng rất khỏe khoắn chắc chắn đó. Và cái phiên bản có thể sử dụng phân chống bó cứng phanh ABS luôn các bạn nha. Đồng hồ thì bản đồng hồ, nhìn trên hình đồng hồ này các bạn, thì bản đồng hồ này là bản đồng hồ điện tử chắc luôn đó, và hiển thị các cấp số riêng đó, như phiên bản trước. Và có khả năng bản đồng hồ mới sẽ hiện khả năng bản đồng hồ mới sẽ hiển thị luôn ở trên màn hình luôn các bạn nha. Đó, khả năng cao là như vậy. Và phần thân xe thì có thiết kế mới này các bạn thấy không, cái hình ảnh này mới nè, thân xe thì có thiết kế mới, kiểu dáng cá tính và cơ bắp mỗi xe con tay này. Nhưng các bạn nhìn vào phần lốc máy nè, và nhìn vào phần lốc máy các bạn thấy không, cái lốc máy nó rất là giống so với Exciter luôn, không khác tí nào đó. Cái phần lốc máy là mình đoán rất là chắc chắn đây, và rất là giống luôn GC ha. Và phần đuôi xe này các bạn, phần đuôi xe thì nó có vẻ, phần đèn hậu này nó có vẻ nhỏ hơn so với phiên bản 2019, và phần này nó có vẻ mới nhìn sơ qua thì nó có vẻ hơi xấu, nó chưa được quen lắm. Nhưng mà trên đây là những cái trải nghiệm, những cái hình ảnh sơ qua về chiếc Exciter 220 này các bạn nha, 155-220 nha. Thì thường thì những cái chiếc xe, những cái gì mới ra thì chúng ta chưa quen mắt, chúng ta sẽ thường là chê xấu, chúng ta sẽ thường là hay chê xấu và chê này chê nọ. Với lại là cái phiên bản này các bạn, nó đang là phiên bản cái hình chụp này nè, nó là hình chụp ở trong xưởng, trong kho, cho nên nó chưa được trưng bày trang trí ra, chưa gọi là cái cuối cùng, cho nên là nó sẽ hơi xấu. Và mình nghĩ là nó không xấu đâu, Exciter với Yamaha xưa giờ thiết kế không bao giờ làm mình thất vọng cả các bạn nha. Thì cho nên là bây giờ mình thấy không xấu, và mình thấy cái xe này rất đáng để chúng ta chờ đợi trong năm nay. Và các bạn nếu cảm thấy hay trong video này, các bạn hãy nhấn đăng ký nhé các bạn nha. Nhấn đăng ký và nhấn nút chuông đi. Khi mà chiếc xe này xuất hiện ngoài đời thật, và chiếc xe này có ở salon, thì mình sẽ vác máy đi, mình sẽ review cho các bạn xem chiếc xe này các bạn nha. Đấy, chiếc xe Exciter, xe ngành của chúng ta. Đấy,
sẽ giúp cho chúng ta rất làm cho bọn em háo hức ha, những chú bot của chúng ta đang còn rất là run sợ các bạn nha, và giúp cho anh em trong ngành là như hộ mọc thêm cánh. Đấy, chiếc xe này quá tuyệt vời, những anh em trong ngành hộ mọc thêm cánh và những anh em phượt phụ ha, có cái để chứng minh sức mạnh của mình. Đó, chiếc xe này có rất là nhiều nâng cấp đáng giá luôn các bạn, nào là phanh ABS, van biến thiên, rồi có cả idling stop, là mình thấy rất là tuyệt vời. So với chiếc Winner thì mình thấy là cũng nhiều tiện ích hơn rất là nhiều, nên các bạn hãy cứ đón xem video của mình nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.